tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, giàu có ngút trời nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi, mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, mỗi một ngày trôi qua, chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và gia đình. Công việc được thuận lợi, làm ăn tấn phát, sức khỏe thì dồi dào, gia đạo an yên, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, sẽ có những người gặp được nhiều may mắn và cũng có những người không tránh khỏi vận xui xẻo liên tục đeo bám, khiến cuộc sống của họ cực khổ vô cùng, cơm lo từng bữa, áo mặc từng manh, khốn khó đủ đường, nợ nần chồng chất. Đã vậy, còn có những người gặp phải đại hạn, khiến cho người đó nhà tan cửa mất, tán gia bại sản, khó có thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng, mới đây nhất, các bậc thầy phong thủy tiết lộ, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh 47 tuổi, sẽ được phúc tinh cao chiếu, vận số, cực may, cực đỏ, tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm một hưởng 10, trúng số độc đắc, khiến cả làng đảo mắt ghen tị. Và ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận trình của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay là có thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri tiết lộ chấn động về tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, giàu có ngút trời nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội chi mã, tức là con ngựa ở trong chuồng, nữ cung khôn thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Năm sinh dương lịch từ mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch, Mậu Ngọ, Thiên Can, Mậu, tương hợp, Quý, tương hình, Nhâm, Giáp, địa chi, Ngọ, tam hợp, Dần Ngọ Tuất, tứ hành xung, Ý Ngọ Mão, Dậu. Mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh, tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Cuộc đời thường gặp quý nhân chỉ lối dẫn đường, khiến vận thế sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, dễ giành được thành công. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng khá lớn. Tiền vận lắm vất vả, nhưng hậu vận an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 47 tuổi. Mậu Ngọ với nạp âm hành hỏa, do can mậu thổ ghép với chi ngọ hỏa, ta có hỏa sinh nhập thổ, tức chi sinh can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, dù cho năm xung tháng hạn có gặp nguy nan, nhưng vẫn dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Mậu Ngọ có nhiều hỏa tính trong tuổi, khi hỏa vượng hay suy vào lúc lớn tuổi, các bộ phận như tim mạch, ruột, miệng dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can mậu, cứng rắn, trực tính, nóng nảy, lòng đầy tự hào. Càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi và chi ngọ chịu ảnh hưởng của chòm sao hai sư nằm ở phía nam hoàng đạo, nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui mau quên, mau chán, bất khuất ngang tàn nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Trong cuộc sống nữ tuổi Mậu Ngọ là người giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Họ cũng là người giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt, bản tính tò mò hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng, con giáp này rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt,
Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ còn rất nổi bật với những ưu điểm như có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén, trong quan hệ tình người chân thành đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác phân minh, sống lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do thoải mái, ung dung tự tại. Có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, trong làm việc nhanh nhạy dễ tiếp thu cái mới. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang, họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm, lúc gặp khó khăn sẽ hay dao động, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Một số Mậu Ngọ cũng ham thích mua sắm, hay sinh hoạt xa hoa buông thả, tình cảm dễ bị kích động tùy hứng, số đông tính tình nóng nảy, thiếu kiên trì nhẫn nại, đôi lúc lại chủ quan cố chấp và không lường tới hậu quả khi hành động. Trải qua chặng đường khó khăn vất vả, nhưng Mậu Ngọ vẫn là con giáp lạc quan tích cực, họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nỗ lực giải quyết triệt để những rắc rối đang gặp phải, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà càng về sau họ càng nhận được nhiều phước lành trời ban, đúng là ở hiền gặp lành. Bước sang trung vận, được sự giúp đỡ của những quý nhân, làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, có được cuộc sống sung sướng an nhàn, đầy đủ từ khi về già, cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm thất bại không đáng có bởi sự chủ quan nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, phụ nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ là những người thành công, có gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt trong xã hội. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu khắc giáp, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo không rất hại sức khỏe, đau ốm liên miên hao tổn tiền bạc vì chạy chữa bệnh tình. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn là bình hòa, công việc làm ăn duy trì được phong độ như vốn có, tài chính không phải suy nghĩ nhiều vì có nguồn thu nhập ổn định, chuyện tình cảm gia đình cũng ngày càng êm ấm. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên đồng hỏa, tín hiệu thúc đẩy tài khí vượng, tham vọng đi đôi với vất vả, nhưng bù lại tiền bạc có thể kiếm được nhiều hơn. Tiểu kết, bước sang năm 2024, nữ mệnh Mậu Ngọ có dấu hiệu suy giảm về vận khí, đặc biệt là phương diện sức khỏe, bạn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh tham công tiếc việc mà mệt thân, công việc làm ăn tài chính vẫn duy trì được trạng thái ổn định, thu nhập khả quan, gia đạo tình cảm không có gì phải lo lắng. Thứ hai, xem tử vi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng, gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, gặp họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bi quan của hành. Họa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiêm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, thị trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhàng nhàng không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự trong nhà không yên. Những mối quan Vân Hớn có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm mồm miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cựu, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm. Cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết Mậu Ngọ nữ mệnh nhé. Thứ ba, xem tử vi nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, theo niên hạn là Ngủ Mộ. Ngủ Mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành,
khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Trong cửu diệu niên hạn thì hạn ngũ mậu là hạn xấu chủ về tài chính, hao tài tốn của, thậm chí còn kéo theo những hệ lụy nguy hiểm từ sức khỏe, tinh thần. Năm nào gặp hạn này quý bạn nên giữ tiền cẩn thận. Hạn ngũ mậu là một tiểu hạn chủ tiền của, cụ thể như sau. Tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả kém chất lượng, tài chính ngày càng giảm, bớt tiền bạc vơi đi, nặng nhất có thể làm ăn thua lỗ trắng tay, không còn một đồng dính túi. Trường hợp mua hàng hóa không có hóa đơn hoặc hóa đơn không rõ ràng, dễ vướng vào vòng lao lý, chẳng may bị chính quyền bắt giữ. Bởi một số nguồn hàng kinh doanh không rõ xuất xứ, đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Việc cho người khác ngủ nhờ trong nhà khiến hao tiền tốn của, khi gặp phải kẻ xấu lòng tham đánh cắp, điều này dẫn tới thiệt hại tài chính, tiền bạc của chính bản thân gia chủ. Vào năm hạn ngũ mậu dễ gặp phải những vấn đề sức khỏe, ốm đau bệnh tật hay gặp những vấn đề rắc rối khiến bản thân phải đau đầu, suy nghĩ gây suy sụp tinh thần, tâm trạng buồn bực và lo âu, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thể chất. Vì vậy, bản mệnh cần phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tăng cường tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thì cơ thể ắt khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp và ý nghĩa. Tiểu kết, bản mệnh năm 2024 gặp hạn sao Vân Hớn và hạn ngũ mộ, được nhắc nhở nên chú ý lời ăn tiếng nói trong năm 2024 bởi họa thị phi luôn rình rập, thậm chí còn có thể vướng vào kiện cáo pháp luật, làm gì cũng nên dựa vào bản thân là chính, chớ tin người thái quá mà bị lợi dụng, lừa lọc. Để góp phần làm giảm vận hạn, mỗi chúng ta nên tích cực làm nhiều việc thiện, có ích cho xã hội, bởi cho đi là nhận lại. Chỉ cần luôn sống hiền lành tử tế, không làm việc trái đạo đức, lương tâm con người thì cuộc sống ắt sẽ bình an và hạnh phúc. Ngoài ra, trong năm hạn đương số có thể kết hợp với việc cúng lễ giải hạn, việc cúng sao giải hạn từ lâu đã trở thành phong tục, tập quán quen thuộc của người dân Việt Nam. Giải hạn ngũ mộ khiến tinh thần thoải mái, gạt bỏ muộn phiền âu lo, giúp công việc thuận lợi, công danh thành toại, gia đình hạnh phúc và giàu sang phú quý. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Thố Lộng Nguyệt là vận niên mà tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp phải trong năm 2024. Hình tượng này có ý nghĩa là thỏ dẫn trăng, báo hiệu điềm cát lành cho năm mới, hứa hẹn một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc về tinh thần, sự giàu có về vật chất, sự toại nguyện về công danh. Về tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, gia đạo yên ấm, đón tin vui từ con cháu trong nhà. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ không phạm tam tai, vận trình bớt phần hung hiểm, đương số chủ động công việc làm ăn, tiền bạc ngày càng một gia tăng. Kim lâu năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà trong năm. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ phạm hoang ốc khi tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn, nếu vẫn muốn tiến hành, có thể tính đến phương án mượn tuổi xây nhà. Tiểu kết, có thể thấy trong năm 2024, đương số chỉ gặp hạn hoang ốc nên không cần quá lo lắng, bởi hạn này chỉ nhắc nhở bạn nên tránh đứng ra tiến hành việc xây cất, sửa sang nhà cửa, có thể mượn tuổi để giảm bớt xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng. Với người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng mà nói, 2024 là năm khá tốt lành, mọi phương diện như được người thổi nguồn gió mới mà bừng sáng, nhờ vận niên ủng hộ lại có vận quý nhân vượng. Công việc dù gặp khó khăn nhưng có người giúp đỡ, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về đường công danh, tài lộc của đương số năm nay khá tốt. Đặc biệt là làm ăn buôn bán thì sẽ thu được tài khí của Nưu Liên Giáp Thìn 2024 mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Nhìn chung sang năm 2024, đương số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ, nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Giáp Thìn, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp,
So với tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2023, bước sang năm 2024, công việc làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số Mậu Ngọ mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại. Nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có những người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa. Được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2024. Dân kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều tử vi 2024, tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng, vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại cản trở. Tiểu nhân hãm hại hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024, dưới sự hỗ trợ của các cục tương hợp, tài lộc trong năm khá tốt. Đặc biệt là làm ăn buôn bán thì sẽ thu được tài khí của lưu niên Giáp Thìn 2024 mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản thì bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ vượng hơn năm cũ. Bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình, thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Có điều cát thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân, tuổi Mậu Ngọ có xu hướng thích hưởng thụ lớn. Theo đó, chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn, nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch, hết sức lưu ý vấn đề này. Về phương diện tình cảm, gia đạo, được ngũ hành tương sinh tác động, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại là chính cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn, có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm. Sức khỏe tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm 2024. Đa phần người tuổi Mậu Ngọ đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2024. Có điều đương số sinh xuất cho lưu niên lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức, lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước, người tuổi Mậu Ngọ cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Ngoài ra, trong năm 2024 này, bản mệnh nên tiếp tục nhiều với thiên nhiên hơn là giam mình một chỗ, làm như vậy vừa giúp giải tỏa tinh thần vừa tốt cho vấn đề xương khớp và huyết áp. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Cách hóa giải sao Vân Hớn theo phong thủy năm 2024 giúp quý chị nhận nhiều cát lành và may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồ phong thủy: Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh lưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn: năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe: bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư: mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích.
cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vào vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và những người xung quanh. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh trong năm 2024 này. Đường đời không trải đầy hoa hồng, có vui có buồn, có may mắn, có bất hạnh, cách vượt qua khó khăn sẽ giúp con người đứng vững trước những sóng gió bão táp, với hy vọng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. 1. Nhìn thẳng vào hiện thực. Cách vượt qua khó khăn tốt nhất không phải là né tránh, chạy trốn, mà là nhìn thẳng vào hiện thực, bất hạnh luôn đến trong mỗi cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác, là chuyện này hay chuyện khác, lựa chọn bình tĩnh thực tế hay hoảng loạn, mất phương hướng là ở mỗi người. Cách lựa chọn ấy sẽ quyết định việc bạn có thể thoát ra khỏi rắc rối hay cứ bị nó quẩn quanh mãi. Vì suy cho cùng, không ai thắng được kẻ thù mà không đối diện với nó cả. 2. Truy tìm nguyên nhân. Chuyện nào cũng đều có nguyên nhân, lúc rơi vào cảnh khốn thường nhất, thời hồ đồ có cách nhìn tiêu cực mà quên đi cái cốt lõi của vấn đề, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, bình tâm lại mà tìm hiểu, phân tích, lý giải tại sao bản thân lại gặp phải trường hợp này, đừng ngại ngần chia sẻ với người khác, nhờ sự giúp đỡ để được chỉ điểm, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. 3. Dốc sức giải quyết. Những khó khăn của cuộc đời mình chỉ có thể tự bản thân giải quyết, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình, may mắn cũng có cái lý lẽ của riêng nó. Chẳng thể mãi tìm đến một người, không có cố gắng phấn đấu, giống như nhân quả ở đời, gieo nỗ lực gặt thành công và ngược lại, sai lầm không đáng trách. Sai để biết thế nào là đúng, đáng trách là biết sai mà không sửa, cuộc đời này luôn cho phép ta phạm phải sai lầm và sửa chữa sai lầm. Cách vượt qua khó khăn của mỗi người không giống nhau, nhưng hãy tin tưởng rằng ai cũng có đủ sức mạnh, cả thể chất và tinh thần để đương đầu với mọi biến cố. Cuộc đời này dẫu có phủ đầy bùn đất lên bạn, thì hãy đạp bùn mà đứng lên cao hơn, vì không vinh quang nào không dệt bằng cay đắng, không thành công nào không bắt đầu từ thất bại. Mỗi khi gặp trở ngại, hãy tự nhủ mình rằng đây chỉ là tình huống tạm thời, nó không kéo dài mãi mãi, ta là chủ đời theo cách mà ta mong muốn nhất. Kính thưa quý vị, con người trên đời không ai hoàn hảo vô khuyết, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. 1. Là người không mắc phải lỗi lầm gì. 2. Là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai và biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể đó là một người làm lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp, còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai, nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng, họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng họ chẳng hề có một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra, thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi bởi vì họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai đó còn gọi là tính bảo thủ, chấp ngã đề cao cái tôi của mình. Dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Nên với người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm day dứt hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ cho người ấy. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.